Rồi chào cả nhà nha. Trời gì mà mưa gì mà mưa, cứ chút mưa chút tạnh, chút mưa chút tạnh, không làm được gì. Rồi không biết làm gì hết, thôi bắt một con gà. Gà đang mần nè. À, làm thử cái món gà hấp tỏi chiều nay. Giờ mình làm cái nước chấm cho cả nhà, không phải nước chấm mà cái nước để ướp gà. Đầu tiên là bột ngọt nè, mắm. Đang nói chuyện mình chứ tôi. Dạ, bắt nước. Thì nhắm làm đại nha cả nhà, vừa vừa thôi chứ nhiều quá mặn. Thì mình làm đại không có liều được. Tiêu ha. Xay tiêu bỏ vô cho thơm. Tiêu càng nhiều thì càng thơm thôi. Chung nước mắm chắc cũng cỡ 2 giá canh mà. Tại gà mình cũng hơi bự. Nấu gì rồi? Mà gà rồi lấy cái muỗng đánh đều nó lên, đều vào nước mắm bột ngọt với tiêu như đây thôi. Đánh đều nó tan bột ngọt ra. Giờ thì mình lấy cái hỗn hợp thì mình rưới đều lên con gà. Mưa quá đọc bạn. Nấu cháo ăn không à, mà nhà có tổ sẵn làm gì hấp tổ hả? Cháo không biết nè, hấp tổ nhà gì quý rồi, nhà được 3 ký mà. Lột củ hành mình cắt một lốt ở dưới để mình hấp như thế nè. Chỉ cần cắt đôi thôi, xong mình tách cái vỏ này ra, cái vỏ này điện lên sắp sắp đều luôn không. Đâu cũng làm cho cha coi coi. Ghê. Ôi ghê quá ta. Đã rớt cái đầu xe ra luôn nè. Nghiện nghiện đi, con nghiện nghiện đi.
Mở nhạc coi. Rồi mở nhạc lên, mở nhạc lên. Ừ, ghê quá ta. Giỏi quá. Giỏi quá ta. Giỏi quá. Ghê quá. Mình sắp hơi nhiều nha, sắp cho nó đều cái lớp mặt đá ở dưới là được rồi, để cho con gà nó không đụng đá thì nó không bị khét thôi. Này mình làm nó hơi nhiều, giờ thì mình bỏ gà vô. Vũ vũ. Gà đâu chứ phần được nữa đâu. Để nắp lại. Là tôi đi đâu học. Giải hay gì? Đâm gì vậy? Đâm gì vậy? Đâm muối ớt á hả? Canh cái nồi đó coi chừng nó khét nha tao. Rửa sơ cái thao này, rửa sơ cái bắt ra xé này coi. Nóng hả? Rồi. Bốc mùi luôn hả? Nóng quá nóng mà. Rồi, lấy bỏ vô cái thao đi rồi xé nó ra. Để coi chừng lấy những rớt tỏi nha. Chín rồi nha cả nhà. Ê chà, cái đầu nãy rớt dưới coi chừng cái đầu khác. Cái đầu nó bị rớt rồi. Đũa hả? Kiện ngoài trên cái cân kìa. Cái đầu nó rớt xuống hành rồi. Rớt khỏi cái... Rớt của chừng rớt đất ép luôn Vũ rồi. Cái chừng đổ hành ấy khỏi tỏi. Cầm hai chân nó. Là... Giờ 4 tháng bán ra 10 triệu bạc. Sáu tháng bán được 12 cái gì vậy Vũ? Rồi cái dưới nó ngã màu vàng. Dớt tỏi ra Vũ. Gấp tỏi bỏ qua để bỏ. Để hành lấy không? Hả? Không, hành bỏ lấy tỏi thôi. Nhìn hấp dẫn vậy nha. Này nó cái này vàng đẹp luôn chứ không phải là khét nha. Bây giờ ăn thịt cơ gì mới đẻ bữa đâu. Có nhiều đâu. Mới đẻ bữa 24. Này xé cắn hả Vũ ha? Bữa nay mới có rụng răng hả? Này nếu mình làm thì mình kiếm gà tre đó nha, con tầm ký 2
làm ngon. Cái này mình gà này hơi bự, gà này tới 2 kg mấy rồi. Ký 1 kg 2 nó chính là dừa. Rồi đem ngoài xé. Bỏ nó đi bẻ. Ra cho nó nguội chút rồi xé. Xé đi. Nóng còn nóng, nóng nó mới ngon. Ngon. Nóng mới ngon. Thì chừng rớt tỏi nha. Chào rớt cha. Quá. Gà phải xé mới ngon. Để hít hạ thà dễ dút. Để dút. Cuốn rồi sẵn luôn nè, thấy con sao dễ dàng. Mấy này con này đào. Xé gì vậy trời. Cắt không nổi. Cắt lấy kéo. Kéo lẫn rồi rửa cái. Bắt lạ trả liền. Cắt cục bự chút, cục nhỏ vậy. Nhàn, bự vậy. Này sao? Tỏi bỏ riêng không? Tỏi đổ vô cái thau luôn cũng được. Lát còn lấy ra. Ừ, cắt vậy đi. Cũng được nữa. Thì đó thì 120 thì thà nó mẹ cũng được. 5 kg 500 kg. Nhìn hết hà dữ vậy. 48 1 kg. Cái màu da đẹp kia. Vàng ươm. Nguyên cục luôn đi. Ghê à, cắt ghê à, quay thổ cao hả? Tôi đi mua hồi nhỏ không tính nữa nha. Tôi đi mua đồ giùm, tôi ghét. Có người thì nó dễ thì nó... Như bữa đi mua gạo, bà thầy thì bán bao gạo có 400. Ủa mà xuống rồi tôi quay đi chạy về, rồi chạy xuống rồi chạy về. Mày nói làm cho tao là gì? Bậy, ủa có người khó tao nói không nội. Anh thì tôi với anh thì nó dễ rồi. Ủa tôi phải chạy về đi. Nhăn nhó dữ vậy vũ. Ủa tôi có tiệm túi tôi mới mua. Nó có 400. Mà nó cuộc xuống bốc khối luôn giờ. Bốc khối luôn hả? 42, 45 gì vô quên. 42. Tôi phải chạy về. Mẹ mới nói có 400 ngàn. Mà giờ mua 42 thì nó kỵ. Mới nói tối là sáng hôm sau đi mua. Cho biển rồi nè. Cấp biển. Không, cái biển mới cái màu mới, cái màu gà có 20 ngàn cho nên 25 ngàn. Cái bây giờ là đủ vàng lưng hả? Quá đẹp. Không có gỡ ra mua được miếng thịt rồi. Không. Nóng quá anh Vũ nó làm xấu kêu cắt đi. Tắt đi cả nhà ơi. Không lấy tôi 12 ngàn. Cái bự cũng hơi cắt nhỏ chứ. Cho nó điệu mới gục kia. Không. Không phải đẹp mới được hả? Phải con gà hấp mới đẹp nữa, làm mới đẹp nữa. Lạ. Đem cái đầu gà lên đã rồi giờ giấu cái đầu gà luôn hay thiệt. Rồi úp tỏi lên luôn. Này ăn với muối ớt chanh đi cả nhà. Chanh vô. Bà
Dạ mình tính một dây bò mình nó ra vô một chục ký lên. Chục ký nhiều không? Nếu mà dây khuôn rẻ là hoàn trả lời. Bỏ vô rồi, bỏ đi. Chục ký có hay trái nhiều không? Ừ, tôi nói một chục ký nó lên á, không ai dở luôn. Đến cho 5.000 ký rồi. Hấp dẫn. Này là ấy mà, này Vĩnh Long rồi về luôn. Nó phá sao đi vậy? Thằng gà hấp tỏi ngon chứ. Thơm. Sao? Thôi mà mày lọc ra uống mà để thấy uống á, đừng có rót ra để uống mới ngon. Sao? Còn uống này thì nghe ngon rồi. Nhưng mà nó ngon cũng nhiều rồi. Tôi ấm rồi. Được. Chà mày chứ không, giữa da hơi nữa mà. Rót rót. Uống đi. Mời cả nhà luôn cả nhà ơi. Anh này tan su quá thì nó hết nóng rồi đó, anh bây giờ nghe thằng bây giờ trăm rồi mà giờ mời để ăn sinh nhật bạn nó đem vô trường ăn sinh nhật giờ nói tại đó cái đủ má nó tới nữa mời mượn một đẹp 50.000 một cái nhà dùng miếng gà tỏi nha, bòn bốc khói luôn nha, lên mua thuốc nó hết 38.000 đẹp cũng dai lắm. Nội mà. Ừ. Quá ngon. Uống không? Ăn tỏi thì ăn thịt. Gì hút? Cắt cái màu gà vô đẹp. Giờ từ giờ không có mặn được cái gì, giờ muốn nấu nồi cơm cũng hơi khó nấu, không ai ngủ được, đó là nó mới ngủ. Thằng mẹ tao thì con ba đứa nó đi làm nó không biến dữ, không phải con mình phải giữ, nhưng mà con cái nó giữ rồi tôi đi nhăn nó quá tôi mệt. Tao biết rồi, tao giữ con tao có ngày mà không à. Để thôi bà về bà giữ con đi thôi, để tao đi làm mày á rồi. Mày chơi cũng già mà. Tao chơi. Giúp. Giúp già mà. Để tao đi hết luôn. Uống nào. Nó nói cho nó là uống rồi. Và khỏi cái tiền phút luôn á. Đậu qua số tiền khoảng 2 cây số à. Qua cây đường cũng tự đâu ngang đó chứ đâu. Sao ơi. Rồi con bye bye cả nhà đi. Qua đi, con bye bye đi. Mặt mày ghê quá.
Bye đi. Bye bye cả nhà đi. Bye. Bye. Rồi chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Hôm nay giờ con bé hoàng quá à. Nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha. Đăng ký cho một like, một chia sẻ để ủng hộ anh em mình nha. Rồi, chào cả nhà.